Ok, xin chào tất cả các bạn, và hôm nay thì mình sẽ tiến hành chế một cái chiếc khoan bàn từ những đồ phế liệu bỏ đi. Và mình sẽ sử dụng cái thanh trượt này. Cái thanh trượt này thì mình lấy ở trong máy in ấy, thì nó cũng khá là chắc chắn. Nói chung là nó tốt hơn cái loại thanh trượt ở những cái cánh cửa ngăn kéo mà các bạn hay kéo ra kéo vào, nó có cái thanh trượt đấy. Cái thanh trượt ở ngăn kéo thì các bạn phải dùng hai thanh thì nó mới chắc chắn được. Còn cái này thì nó cũng khá là chắc chắn rồi, nên mình sẽ sử dụng một thanh thôi. Và đây là cái tay cầm ở cái máy khoan ấy. Mình sẽ cắt bỏ cái phần tay cầm này đi, lấy nguyên cái này thôi. Mình sẽ giữ để dùng giữ motor hoặc là những cái các thứ vào đây để cho nó khoan thì nó sẽ tiện hơn. Đó, sau đó kít hơi bị ngon rồi đấy. Ok, và mình sẽ khoan cho nó ba cái lỗ ở đây để vít ốc vào, cố định trên cái đế này cho nó chắc chắn hơn. We'll be right back.
và bây giờ mình sẽ khoan cho nó mấy cái lỗ ở đây để cố định vào cái đế bên dưới. Ok, mình đã vít được hai con. Thấy khá là chắc chắn rồi đấy. Bây giờ mình sẽ vít nốt 4 con còn lại. Ok, vậy là mình đã vừa vít những con ốc vào trong cái đế này rồi. Bây giờ nó hết sức là chắc chắn luôn. Và bây giờ mình sẽ đi sơn vào cho nó, nhìn cho nó đẹp hơn. Ok, sơn đã khô và bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái thanh trượt vào cho nó thôi. Sơn là gỗ mà, rất là nhanh. Mình sẽ vít ốc vào thôi. Và tiếp theo thì mình sẽ vít con ốc này vào đây. Thank you.
Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong cái chiếc khoan bàn này. Đấy. Cái trục này thì cực kỳ là chuẩn luôn, không hề bị rung lắc một tí nào cả. Đó. Nên khoan cũng sẽ rất là chuẩn. Đó. Để mang xuống cái bàn này đấy. Cái bàn này là những từ những video đầu tiên đó. Mình up lên YouTube là mình làm trên cái bàn này. Nó rất là bé. Và hôm nay thì mình lại có cơ hội để sử dụng lại nó. Đấy. Và đây là chiếc khoan bàn của mình. Chế từ chiếc máy in hỏng và hầu hết là những chiếc gỗ vụn bỏ đi thôi. Đó. Đây mình sử dụng ba cái lò xo này, các bạn có thể gập lên hơn nữa cơ. Đó. Thế còn nó rất là dễ gập vào. Đó. Lên xuống một cách rất là dễ dàng và mượt mà. Đấy. Còn cái trục này thì nó có thể kẹp được rất là linh hoạt này. Từ những cái chiếc motor nhỏ như thế này đến những cái chiếc máy khoan, đến những cái chiếc máy khoan cầm tay như thế này, kẹp vào cổ nó đúng vào đây cũng có thể khoan được, đến những cái chiếc máy khoan mài khuôn ấy, các loại nhỏ nhỏ ra đấy các bạn, cũng có thể kẹp vào đây được để khoan. Thì dùng cái này thì mình dùng motor này cũng rất là tiện này, mài cái gì thì kẹp vào trong cắm nguồn vào là dùng thôi, chứ mình không có đấu công tắc đấu nguồn vào thì nó sẽ rất là loằng ngoằng, vì mình sẽ sử dụng lúc thì sử dụng cái motor này, lúc thì sử dụng máy khoan này, thì mình sẽ ấy như thế này thôi cho nó dễ dàng hơn, không có đấu công tắc cái gì đâu. Ok, và hiện tại thì mình đang lắp cái chiếc khoan cầm tay này. Chiếc này rất là to này, mà với cái chiếc bộ khoan bàn này của mình thì nó cũng sẽ rất là mượt mà thôi. Ok, vậy là mình đã vừa hoàn thành xong cái video chế khoan bàn từ những cái đồ bỏ đi, đồ phế liệu. Cũng khá đơn giản thôi, nhưng mà nó cực kỳ là tiện ích. Ok, video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye.